chào các bạn, ta chính là NPC bí ẩn. Nhiệm vụ của ta ngày hôm nay đó chính là đi khắp châu lục, chụp ảnh và tặng quà cho tất cả các người chơi. Bull Lovely, chúc anh có thật là nhiều thành công nha. Anh thương fan của anh ghê luôn á. Mua đồ thì không dám mua nhưng mà lại để tiền tặng cho fan. Trời ơi, nói câu này thì trời ơi, nói câu này đụng đến cái nỗi buồn của tôi các bạn ơi. Tôi rất là mê cái mái tóc này luôn á, nhưng mà mình không có mua, mình để vàng đó mình tặng mấy cái khuôn mặt nhót nhép cho các bạn nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ tặng cái khuôn mặt nhót nhép cho bạn Bull Lovely và cũng cảm ơn cái lời chúc của em luôn nha. Rồi, chúc mừng em nè. Tiếp theo nữa là cái gì vậy, sao tự nhiên là có ngôn ngữ rồi ok, chúc mừng em. Tiếp theo nữa là ký tường luôn nha các bạn, ký tường luôn nha. Trời ơi, nói thiệt các bạn, tôi có một cái nỗi buồn, đó chính là tôi rất là mê cái mái tóc đó các bạn à, cửa hàng nội thất. Và các bạn đừng quên, tiếp tục ngày hôm nay sự kiện tặng khuôn mặt nhót nhép vẫn đang diễn ra. Cho nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn bấm đăng ký kênh, like clip và bình luận tiếp tục xuống phía dưới clip này nha. Trời ơi, cái mái tóc này nhìn nó cute lắm các bạn, rất là cute luôn đó. Mình đố các bạn là mình với lại mọi người bên cái hòn đảo này đang đi tìm ai luôn. Thì các bạn cho mình 30 giây để mình đi tìm cái nhân vật NPC bí ẩn này nha. Thì mình cũng có nghe nói là cái ông NPC bí ẩn này, ông sẽ xuất hiện vào đúng giờ, đúng thời điểm luôn. Và mỗi cái châu lục á, thì ông sẽ xuất hiện mỗi cái thời điểm khác nhau nha các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bên châu Mỹ. Thì mình nghe nói là ở bên, để mình coi là giờ nha. Thì mình nghe nói ở bên châu Mỹ thì từ 10 đến 11 giờ hả? Từ 10 đến 11 giờ, mình không biết là có đúng giờ chưa nữa. Nhưng mà thật sự là bây giờ là mình đang đi tìm cái ông NPC đó nha các bạn. Thì đặc điểm nhận dạng của ông á, để mình coi bản đồ tí. Đặc điểm nhận dạng của ông NPC này á, là ông sẽ cầm một cái chiếc máy ảnh và ông sẽ chụp và sẽ có một cái tia sáng. Nói chung là một cái người NPC bất kỳ thôi. Thì mình đang đi tìm, mình thấy có mấy bạn bên server bên đây hồi nãy giờ cũng chat, cũng hình như là cũng đang đi tìm NPC hay sao á, cũng đang đi tìm ông. Nếu như mà các bạn có thấy ai mà chụp các bạn á, thì các bạn đứng lại nha, cho người ta chụp nha. Thì sau khi chụp xong á, thì nói chung là các bạn sẽ được quà. Thì cái sự kiện này để mình coi thử coi. Thì mọi người phải tự tin, các bạn mặc cho mình một cái set trang phục siêu đẹp luôn. Đó, một cái set trang phục cực kỳ đẹp nha. Rồi, tạm thời thì đây. Mình vẫn chưa thấy các bạn à, mình vẫn không thấy ông nào luôn. Vẫn còn mơ hồ về cái sự kiện này quá. Mình muốn gặp cái ông NPC bí ẩn này thôi, chứ thật sự là mình cũng chả muốn tham gia sự kiện các bạn à. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem giờ nha. Ví dụ như là thành phố Đông Á thì sẽ xuất hiện từ 12 giờ đến 1 giờ. Hoặc là bên châu Âu, bên phố Âu á, thì sẽ từ 16 giờ đến 17 giờ. Đó. Và bên thành phố Đông Á nha, Đông Á nha các bạn, phố Đông Á nha, thì sẽ xuất hiện từ 12 giờ cho đến 13 giờ nha các bạn. Rồi, ok. Thì cách thức tham gia thực hiện rất là đơn giản luôn, là các bạn sẽ mặc cho nhân vật của mọi người một cái set trang phục. Nói chung là các bạn cảm thấy là set trang phục nó đẹp nhất là ok rồi. Đó. Sau đó các bạn sẽ xuất hiện tại cái khu Plaza này, hoặc là ở trong cái khu Downtown. Thì trong cái thời gian mà cái ông nhiếp ảnh này, ông xuất hiện á, ví dụ như bây giờ là mình đang qua phố Mỹ nè, mình đợi cái ông nhiếp ảnh này ra phải không? Mình đang coi thử là ông xuất hiện ở đâu nha. Đó, thì mình mặc cái bộ trang phục này. Rồi, và nếu như các bạn thấy cái ông nhiếp ảnh này mà chụp bạn á, thì bạn hãy tạo ra một cái dáng đẹp nha, để ông chụp các bạn nha. Rồi, ok. Tiếp theo nữa, nhưng mà có một cái tin buồn cho các bạn luôn. Mặc dù phần thưởng khá là ngon, phần thưởng thì các bạn sẽ được 30 đá quý. Rồi, các bạn sẽ được một cái vé bốc thăm chủ đề, được một cái hộp fashion nữa. Nhưng mà từ từ các bạn ơi, mình vẫn không thấy cái ông NPC đó các bạn. Mình muốn cho các bạn xem cái ông đó đâu ta, cái ông đó là cái ông như thế nào. Nhờ đặc điểm nhận dạng là ông cầm một cái chiếc máy ảnh nha mọi người. Hồi nãy giờ mình thấy có bạn Hang đi cũng đi tìm nè. Nói chung có nhiều bạn đi tìm lắm luôn á, nhưng mà không thấy cái ông đó các bạn. Để mình chạy một vòng nữa nha, xem thử. Ê, hình như là cũng có thể là dưới đây nha. Để mình xuống mình coi thử nha các bạn. Từ từ. Vẫn không có các bạn ơi, không có luôn. Dưới đây cũng không có nha mọi người. Không có luôn. Thì cái ông NPC đó, ông cũng giống như các bạn này này, cũng cầm cái máy ảnh và chụp như vậy đó mọi người. Đó, cũng kiểu như vậy á. Thì mình đứng đây, đó, xong rồi ông sẽ chụp mọi người. Nhưng mà tạm thời thì tìm chưa ra các bạn ơi. Nãy giờ đi mấy phút rồi, không thấy đâu hết. Không biết ở đâu nhờ. Ở đâu nhờ. Rồi, ok. Thì mình sau khi mình đọc xong cái sự kiện này á, mình đọc tới cái dòng cuối cùng, thì mình có một cái tin buồn cho các bạn luôn. Là sự kiện này chỉ dành cho các bạn nước ngoài thôi, chỉ dành cho phiên bản Play Together toàn cầu thôi. Mặc dù á, là mình cũng đang chơi cái phiên bản Play Together toàn cầu luôn, mình vẫn chưa gặp ông đó ta. Nhưng mà admin nói là nếu như bạn nào mà chơi phiên bản Play Together toàn cầu nhưng mà có liên kết với lại phiên bản Vina Game á, thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi này nha các bạn, không cho tham gia nha. Bởi vì là sự kiện này của người nước ngoài nha các bạn.
Thì các bạn cũng đừng có ghen tị nha, tại vì là các bạn biết làm sao không? Bên Vinagame của tụi mình á, admin tổ chức quá nhiều sự kiện mini game luôn rồi. Đấy, cho nên là mấy bạn mà bên phiên bản toàn cầu á thì lâu lâu mới có được 1-2 sự kiện thôi, cho nên là tụi mình nhường cho mấy bạn đó nha, chứ không có nên tranh giành nha các bạn. Nhường cho mấy bạn đó chơi thôi. Còn mục đích của mình là mình đi tìm cái ông NPC các bạn ơi. Mình đi tìm cái ông NPC đó cho các bạn xem, nhưng mà mình tìm hoài thì không thấy đâu hết. Nãy giờ mình với lại mấy bạn bệnh hang rồi bạn, thì mình thấy mấy bạn này cũng chát lên cũng đi tìm. Mà chả biết ông này cũng trốn đâu nhờ. Để mình qua khu downtown nha. Thì ổng chỉ xuất hiện ở hai khu thôi, một là Plaza, hai là downtown nha các bạn. Nói chung là nhiếp ảnh gia sẽ không chụp ảnh các bạn bên trong nhà. Đó. Ở bên ngoài nếu các bạn muốn có ý định tham gia này, các bạn phải đi ra ngoài thôi. Bên đây thì rất là rộng luôn, muốn đi tìm ổng thì cũng hơi đuối các bạn à. Thật sự là hơi căng. Rồi, tiếp tục, ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được 25 kim cương. 25 kim cương nha mọi người, 25 kim cương phải không? Thì mình sẽ đổi cái này 2.400 à. Thôi để dành đổi cái này đi các bạn, để dành đổi cái này đi. Dù gì bây giờ mình đổi thì cũng chưa có đủ. Rồi tiếp tục nữa thì hôm nay thì mình sẽ mở hộp quà và làm mini game cho các bạn chơi. Nên nhớ là các bạn nhớ tham gia mini game ngày hôm nay của mình nha. Rồi, mở hộp quà đúng không? Để lấy khuôn mặt đi các bạn ơi. Hy vọng là sẽ ra khuôn mặt nha. Mình cũng mong ra khuôn mặt lắm luôn á. Hôm qua thì mình thấy có mấy bạn đăng cái bài viết về cái sự kiện này rồi. Các bạn cũng đi tìm cái ông NPC, các bạn bảo là hôm nay đi tìm. Nhưng mà có một số bạn sau khi đọc bài viết xong, ui được cái mũ kìa, thì các bạn bảo là không cho người Việt Nam tham gia, nên là các bạn hơi buồn. Nhưng mà các bạn cũng đừng có buồn. Bản video game có quá nhiều sự kiện video game luôn rồi, nên là tụi mình phải nhường cho người khác nha mọi người. Nhường thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ mở hộp Việt nha. Rồi mình sẽ lướt ra bờ ra một hồi nữa để mình co lại thử là có thật sự là có xuất hiện cái ông NPC đó không. Mình muốn xem thử ông như thế nào đó bạn, mình cũng tò mò quá mọi người. Hôm nay thì mình cũng đã, ông Hang ông cũng qua đây ông kiểm tra này các bạn thấy không, ông cũng đi tìm. Nói chung là mấy bạn này cũng đang đi tìm NPC đó luôn á, không phải riêng gì mình đâu, có rất là nhiều người tìm luôn. Thôi thì mình sẽ ra lại Plaza mình coi thử nha. Nãy giờ đi ra đi vô khoảng 4-5 lần luôn á mọi người, nhưng mà không có gặp ai chụp hình mình hết. Chỉ cần phát hiện ra có một người nào đó bí ẩn chụp hình mình thôi là mình sẽ tạo dáng thôi, là mình sẽ được lên TV. Mình sẽ được lên TV nha mọi người. Thì chi tiết sự kiện thì mình sẽ để dưới bài viết, dưới cái phần mô tả nha. Các bạn kích vào các bạn xem chi tiết về sự kiện được này nha. Sự kiện của phiên bản nước ngoài, để các bạn đi canh giờ các bạn tìm NPC thôi. Chứ phiên bản Việt Nam thì không được tham gia rồi, khá là buồn nhiều. Ổng thường hay xuất hiện ở đâu ta? Mình chỉ nghe nói là xuất hiện trong bờ La Gia thôi. Trong bờ La Gia thì ổng có thể đi đâu được nhờ? Một cái nhân vật bí ẩn cầm một cái chiếc máy ảnh bất kỳ quay. Ai nhờ? Bạn này có cầm máy ảnh không vậy? Để tôi cầm cái máy ảnh lên luôn đi. Đây nè, đó. Một cái nhân vật sẽ cầm một cái máy ảnh như thế này nha mọi người. Đó, rồi đi chụp hình mọi người nha. Khi mà các bạn thấy ông NPC nào đi tới á, thì mọi người sẽ bu tới. Các bạn đứng xếp hàng cho ông chụp hình. Rồi rốt cuộc là ổng đâu rồi ta? Tôi là tôi không thấy ai luôn nha. Thề là mình không có thấy một ai luôn. Chắc là không có rồi các bạn ơi, chắc là không có rồi. Chắc là không có rồi. Bạn ơi, tìm hoài mà không thấy đâu hết á, cho nên là mình ghé qua nhà của một bạn bên server nước ngoài luôn. Thì mình có nhìn cái hình nhà của bạn này thì mình thấy thiết kế cũng đẹp, nhưng mà mình chưa có vào bên trong mà review cho các bạn coi. Để mình đi một vòng cho các bạn xem nha. Quay. Từ, hình như là nó có một cái đường này đi lên nè các bạn ơi. Cái đường này lên nè. Đó. Trời ơi, rất là nhiều hòn Nam Bộ luôn. Đi lên xong vào trong đây có một cái hang động bên trong nữa. Wow. Quay. Ui. Trời ơi, đây các bạn coi nè. Quá đẹp luôn các bạn. Thì mình tưởng đâu nó chỉ là một cái hòn núi thôi, nhưng không ngờ là bạn này xây bên trong có một cái hang động luôn các bạn coi nè. Một cái hang động thật là sâu bên trong này luôn. Thì mình đi vào bên trong á thì mình thấy có một cái thác nước ngầm. Đó, có một cái thác nước ngầm. Rồi chỗ này có một cái cửa sổ nè các bạn, có một cái cánh cửa để mình đi ra luôn nè. Ui, đẹp thế. Ui, cũng đẹp đấy nhờ. Wow, chỗ này có một cái bộ bàn ghế để các bạn ngồi. Rồi bên đây có một cái đài phun nước, hai cái thác suối chảy xuống. Rồi nói chung thì rồi ơi, làm hơi bất ngờ đấy mọi người. Hơi bất ngờ với lại cái ý tưởng của bạn này. Để mình đi ra phía đằng sau mình coi nha. Ở ngoài đây thì bạn này xây là cái kiểu như cái mẫu trên đây á, là cái mẫu nhà kiểu nhà vườn đó mọi người. Nhà có sông suối xung quanh á, nhưng mà cái nhà này giống như là cái nhà ở trên giống như cái bè vậy các bạn. Các bạn coi giống như một cái bè nổi đúng không mọi người? Tại vì mình thấy xung quanh chỉ toàn là nước không à. Để muốn đi vào nhà thì phải đi qua một cái cây cầu gỗ. Rồi sẽ đi vào bên trong. Wow. Trời ơi, có một cái đường đi lên lầu 2 luôn nè các bạn. Lên lầu 2 luôn, nhưng mà trên đây thì hơi chật chội nha. Bên trong nhà này thì decor nội thất toàn là màu gỗ hết, cho nên là các bạn sẽ có cảm giác hơi gọi nông thôn, làng quê một tí.
Công nhận là cái đèn này đẹp thật các bạn ạ. Đèn này đúng đẹp luôn á. Rồi à, rồi ơi, ngay chỗ đây thì phía bên phải là có một cái máy hiên nha các bạn. Có một cái máy hiên nha. Thì bạn này trồng rất là nhiều chậu hoa đẹp chỗ này luôn. Rồi có một cái con suối nhỏ chạy xuống tới một cái hồ nhỏ này. Chỗ đây thì có mấy cái hồ à, dưới sàn nhà thì có mấy cái hồ nước nè mọi người, các bạn thấy không? Đó, dưới sàn nhà có mấy cái bể nước, cái hồ nước nữa kìa. Rồi để mình đi qua phía bên đây mình coi thế nha. Bạn này say nhìn cũng nhìn chung cũng đẹp á, nhưng mà có điều là không có bật đèn cho nên là các bạn không có nhìn thấy hết được. Còn cái này, ui, cái này gọi là cái gì vậy các bạn? Cái này là cái bể nước hay là cái thác nước hay là cái cột gì vậy ta? Còn cái đường này thì dẫn các bạn đi qua một cái nhà, một cái máy hiên, một cái sân thượng. Trên đây thì sẽ có bàn ghế, có một cái quầy cà phê để các bạn uống nước. Trời ơi, cái đường vỉa hè nè, đi lên trên đây nè, đó, lên trên đây nè. Chỗ đây, uầy, uầy, có một cái đường lên trên kia nữa kìa. Các bạn coi nè, ui, ông này, ông đầu tư nhiều phòng thế. Tính cho thuê hay gì vậy? Trời ơi, ở trên đây cũng có một căn phòng luôn. Nói chung là bạn này xây rất là đẹp luôn. Nhưng mà nếu như á, mà bê hết tất cả các cái công trình kiến trúc này qua cái đảo bầu trời á, thì nó sẽ có cái diện tích nó rộng hơn một tí nha mọi người. Các bạn nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn để trong cái nhà này nếu như bây giờ muốn bê qua thì cũng khó các bạn. Phải xây lại từ đầu á, hơi căng ấy. Rất là đẹp luôn. Bạn nào có muốn copy ý tưởng thì có thể qua server Phú Mỹ nha. Rồi các bạn vào nhà các bạn boss Sun 88 nha mọi người. Và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh, tham gia mini game ngày hôm nay của mình nha.